Các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chủ đề đừng bao giờ hẹn hò với những người làm điều này. Trước khi vào chủ đề trong video ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo và chia sẻ những video mà bạn cảm thấy hữu ích để ủng hộ Khánh Ngọc nha. Các bạn thân mến, tôi không cần phải nói với bạn rằng hẹn hò với ai đó là một trong những quyết định lớn nhất mà bạn đưa ra. Bạn hay là tôi chỉ được sống một lần và bạn đang chọn dành nhiều thời gian cho cuộc sống này cho một người. Bởi vậy, bạn cần phải đảm bảo rằng là những cái người mà bạn hẹn hò xứng đáng được nhận cái quỹ thời gian đó của bạn. Bởi vì nếu không, không chỉ bạn đang lãng phí thời gian quý báu của mình mà còn có thể làm hỏng cuộc sống của bạn. Tôi có kinh nghiệm và tôi muốn tư vấn cho các bạn biết cách để sử dụng hợp lý thời gian của mình. Thời gian là vàng, dù bạn làm gì, hãy chắc chắn rằng là người mà bạn đang hẹn hò không làm 13 điều cấm kỵ này. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Các bạn thân mến, quá trình hẹn hò, tìm hiểu nhau là một cái quãng thời gian quan trọng để bạn biết được là đối phương có những cái ưu và nhược điểm gì. Những người đàn ông không thật lòng thì sẽ tìm mọi cách để giấu đi những cái điều mà họ không muốn cho bạn biết. Những cái bí mật đó thường nằm trong chiếc điện thoại và với anh ta thì đó là một cái đồ vật bất khả xâm phạm. Đây là một cái dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Nó có nghĩa là anh ta đang che giấu cái điều gì đó và bạn không thể tin tưởng. Và không có cái sự tin tưởng ngay từ khi hẹn hò thì đó là một cái mối quan hệ không thể phát triển. Thứ hai là anh ta trở nên lúng túng khi bạn hỏi về ngày làm việc của họ và họ đã làm gì vào ngày hôm đó. Tất nhiên, anh ấy có thể làm mọi việc mà không có bạn. Nhưng nếu anh ta không cho bạn biết rằng là anh ta đã làm gì khi không có bạn thì điều đó sẽ khiến cho bạn băn khoăn. Ý của tôi ở đây là làm sao bạn có thể tin một người không trung thực về những cái gì họ đang làm. Thứ ba là anh ta luôn coi thường bạn, đánh giá thấp bạn. Bạn mong chờ gì vào một người đàn ông như vậy đúng không? Khi không có cái sự tôn trọng đúng mức và khi bạn không được đặt ngang hàng với anh ta như một cái sự bình đẳng cần thiết thì rõ ràng là bạn nên chấm dứt hẹn hò. Đừng cố hay là kiên trì mà bỏ qua cái vấn đề này các bạn nhé. Thứ tư là họ phát điên khi bạn không muốn tình dục. Đây là một cái dấu hiệu cảnh báo khủng khiếp rằng là họ xem bạn như một cái đối tượng tình dục và không hơn nữa. Hãy trung thực. Tình dục chỉ là một cái phần trong nhiều phần của mối quan hệ thành công. Nếu tình dục là động lực chính của anh ta, mối quan hệ sẽ thiếu cái chiều sâu và cuối cùng là bạn sẽ bị tổn thương. Thực tế đã chứng minh rằng là những người đàn ông đến với bạn chỉ vì mục đích thỏa mãn ham muốn của anh ta thì sớm hay là muộn bạn sẽ bị gạt sang một bên hoặc là bị ném ra đường. Thứ năm là anh ấy có ý lảng tránh khi bạn nói đến sở thích của mình hay thậm chí là món đồ bạn thích. Các bạn thân mến, mua quà cho người khác là một phép lịch sự cơ bản. Mua quà cho bạn gái khi hẹn hò lại là một cách mà thể hiện cái sự quan tâm. Nhưng nếu anh ta lảng tránh khi bạn nói đến món đồ bạn thích thì rõ ràng là họ không chú ý đến cái suy nghĩ của bạn và họ quan tâm đến bản thân họ hơn. Hãy nhớ rằng một mối quan hệ thành công bao gồm hai người cho và nhận. Thứ sáu là anh ấy ghét dành thời gian cho bạn và gia đình của bạn. Nếu như họ thường xuyên sỉ nhục bạn bè và gia đình của bạn và thể hiện cái sự thiếu tôn trọng, điều đó có nghĩa là họ cũng không tôn trọng bạn. Đây không chỉ là một cái dấu hiệu cảnh báo rằng họ không thực sự tương thích với bạn, đó là năng lượng tiêu cực mà bạn đơn giản là không cần trong cuộc sống của mình. Thứ bảy là họ chỉ biết bản thân mình. Một cái ví dụ khá điển hình về điều này là những người đàn ông thường luôn vui vẻ đi uống rượu với bạn bè của mình. Họ có đủ lý do để trễ hẹn, để không gặp bạn vào buổi tối cuối tuần. Thế nhưng họ lại phát điên lên khi bạn làm như vậy. Nếu như bạn vui vẻ với bạn bè mà phớt lờ anh ta thì bạn lại là nạn nhân của anh ta. Anh ta sẽ đay nghiến, mắng nhiếc bạn, thậm chí là dọa dẫm. Những cái trường hợp này xảy ra rất nhiều trong cuộc sống mà không mấy người để ý. Đặc biệt là khi đã là vợ chồng của nhau thì những cái việc như thế này thì thường xuyên xảy ra.
Vì vậy, không muốn có cái hậu quả trong tương lai thì hiện tại bạn cần phải quyết định chấm dứt ngay một quan hệ hẹn hò với đối phương có cái biểu hiện này. Thứ 8 là họ biến sai lầm của họ thành sai lầm của bạn. Họ thất bại ở một cái điều gì đó, nhưng bằng cách nào đó bạn lại là người phải nói câu xin lỗi. Nếu đúng như vậy, đó là một cái dấu hiệu chắc chắn rằng là họ đang thao túng và khéo léo biến mọi thứ thành lỗi của bạn. Đây là một cái điều thật kinh khủng cho cái lòng tự trọng của chính bạn. Nói cách khác, đây là đối tượng chỉ biết tranh công đổ lỗi. Họ không dám đứng ra nhận trách nhiệm do mình gây ra, mà luôn đổ thừa cho người khác. Đó là cái cớ mà để họ tác động vào cái suy nghĩ của bạn như một cái sự ân hận hay là áy náy. Từ đó họ sẽ dễ dàng sai khiến và thao túng bạn. Vấn đề thứ 9 là họ vẫn tán tỉnh người khác. Thật khủng khiếp, phải không ạ? Có thể ngay tại cái nơi công cộng họ cũng tán tỉnh người khác trước mặt bạn. Họ chọc ghẹo những cái cô gái khác hay nói chuyện tục tĩu về những cô gái khác. Những cái hành động đó là dấu hiệu cho thấy anh ta là người có khả năng ngoại tình rất là cao trong tương lai. Nếu bạn không gạt bỏ đối tượng hẹn hò đó một cách nhanh chóng, nó có thể gây ra cho bạn những cái nỗi đau trong tương lai mà bạn sẽ không thể hiểu được lý do vì sao. Thứ 10 là họ từ chối trao cho bạn một cái danh phận. Các bạn thân mến, đây chỉ là một cái gợi ý. Nếu bạn đã hẹn hò với ai đó hơn nhiều tháng nhưng đối phương lại từ chối gọi bạn là bạn gái của mình, hoặc không dám thừa nhận bạn trước mặt mọi người, thì có nghĩa là họ không có ý định cam kết với bạn. Chính bạn cũng không biết là họ đang nghĩ cái gì. Theo tôi thì không bao giờ có một cái điều tốt đẹp có thể đến từ một người mà chính bạn cũng không biết họ đang nghĩ gì. Thực tế tôi từng chứng kiến có nhiều anh chàng đưa cô gái đến các cái bữa tiệc. Khi được bạn bè hỏi đó có phải là người yêu không, thì anh ta liên tục xua tay nói: không, đây chỉ là bạn thôi. Thậm chí còn bảo đó là em gái, trong khi rõ ràng họ đã ăn ở với nhau. Trường hợp khác, khi bạn đề nghị về một cái đám cưới hoặc là ra mắt gia đình, thì người đó lại ra đủ lý do để mà trì hoãn. Vì sao vậy ạ? Đơn giản là vì mục đích ban đầu khi hẹn hò với bạn, họ chỉ muốn lợi dụng bạn, chiếm đoạt bạn chứ không xác định lâu dài. Điều thứ 11 là họ vẫn nhắc đến người yêu cũ. Đừng bỏ qua cái điều đáng báo động này. Nếu họ liên tục nhắc đến bạn gái cũ, nghĩa là họ chưa hết yêu họ và họ sẽ không thể yêu bạn trọn vẹn. Có trường hợp họ nhắc đến người yêu cũ ngầm để so sánh bạn với người yêu cũ của họ, cũng có khi là hạ thấp bạn. Bạn xứng đáng có một người yêu bạn nhiều hơn. Nếu đối tượng hẹn hò của bạn thường xuyên nhắc đến người yêu cũ, bạn cũng nên chấm dứt hẹn hò với họ. Điều thứ 12 là bạn không bị thu hút bởi người ấy. Tôi đang nói đến cái sự hấp dẫn về tình dục. Sự thật là ở xã hội hiện nay, cái sự thu hút hay là hấp dẫn về tình dục xuất hiện ngay trong cái giai đoạn bạn đang hẹn hò. Bạn có thể thích dành thời gian cho người đó, thích được đụng chạm rất nhiều, cho dù đó là một cái rủi ro. Vì sao lại là rủi ro ạ? Bởi bạn đang hẹn hò, bạn chưa có cái sự cam kết và họ dễ dàng rũ bỏ trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu sự hấp dẫn tình dục đó không bao giờ đến trong cả một cái giai đoạn hẹn hò của bạn, thì bạn nên dừng việc tiến xa thêm với người ấy. Cụ thể là việc đi đến hôn nhân. Trong tương lai lại, những cái cuộc ân ái của bạn sẽ trở nên khá mệt mỏi và nhàm chán. Tin tôi đi, đây là một sự thật. Điều cuối cùng là bạn không phải là ưu tiên trong cuộc sống của họ. Bạn xứng đáng có ai đó dành chỗ cho bạn trong cuộc đời của họ. Bạn không cần phải là tất cả cuộc sống của họ, nhưng bạn cần phải là một phần quan trọng trong đó. Bất kể hoàn cảnh nào, nhưng nếu bạn không phải là lựa chọn quan trọng để tâm sự, để bàn bạc những cái vấn đề hệ trọng trong cuộc sống, không phải là cái tên được người ấy nhắc đến, thì rõ ràng bạn không có vai trò gì cả. Cả một cái kế hoạch mà người ấy vạch ra cho tương lai nhưng không hề có bạn trong đó. Ví dụ anh ta sẽ đi du học, sẽ mở công ty hay rất nhiều những cái kế hoạch to lớn khác mà không bao giờ nói sẽ chăm sóc cho bạn thế nào, sẽ xây dựng tổ ấm với bạn ra sao. Mọi kế hoạch sau khi tốt nghiệp đại học của anh ta chỉ là cái dự định trên mây mà không bao giờ nhắc tới cái việc cam kết với bạn.
rõ ràng bạn không phải là ưu tiên trong cuộc sống của họ. Vậy thì bạn đã biết nên làm gì chưa ạ? Có một bí quyết để bạn cân nhắc nên tiếp tục hẹn hò với người đàn ông hay không là sau khi quen biết và hẹn hò với anh ta, hãy hỏi kế hoạch mấy năm tới của anh ta là gì. Nếu anh ta nêu mọi kế hoạch mà không có bạn trong đó, thì tốt nhất hãy để không gian riêng tư cho anh ta thực hiện kế hoạch của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Thật vui khi được chia sẻ những cái bí quyết, kinh nghiệm ít ỏi của tôi về lĩnh vực tình yêu, gia đình và cuộc sống đến với các bạn. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để đồng hành cùng tôi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.